Nhìn lại âm nhạc Việt Nam những năm qua, cũng có không ít những vụ việc nghệ sĩ tố nhau vi phạm bản quyền, thậm chí căng thẳng đến mức công khai tuyên bố cạch mặt nhau. Tháng 4 năm 2017, việc con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín tố cáo ca sĩ Ánh Tuyết dùng tên tuổi người cha đã mất để trục lợi, kiếm tiền bằng việc tổ chức đêm nhạc tưởng nhớ. Vụ việc tranh cãi lên đến đỉnh điểm, khiến ca sĩ Ánh Tuyết phải hủy bỏ đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Ánh dự định được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hay như vụ việc nữ ca sĩ Mỹ Tâm phải gửi lời xin lỗi đến cha đẻ lời Việt của anh thì không. Vì khi phát hành MV, ekip của Mỹ Tâm lại không để tên tác giả mà chỉ ghi chú nhạc ngoại lời Việt. Những tên tuổi đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Thu Phương, Uyên Linh, Bảo Thi cũng gặp phải những vụ lùm xùm liên quan đến vấn đề bản quyền. Trong khi vấn đề bản quyền âm nhạc còn nhiều mơ hồ, thì các vấn đề liên quan như tác quyền còn là câu hỏi lớn đối với nghệ sĩ Việt và các nhà quản lý.